Ba đi đâu con kiếm mà quá trời luôn đó. Ủa chị Quỳnh sao vậy ba? Quỳnh không được khỏe, lát ba kể cho. Ba nè, kiếm ba có chuyện gì vậy? Có chuyện gì kể ba nghe coi. Ba, con tính nói với ba á, hay là... Nói chuyện gì nói kiếm ba nghe coi. Hay là thôi không cần mở tiệm bánh nữa đâu ba. Con thấy nó không cần thiết nữa. Sao vậy? Thì con thấy mở tiệm bánh cần phải có kinh nghiệm, cần nhiều kỹ năng lắm á. Mà con thì không có gì hết trơn á. Con nghĩ là con sẽ đi học thêm kỹ năng. Để quản lý một tiệm bánh á, cần phải có vốn kiến thức lớn lắm. Sau này con sẽ đi học, xong rồi hả, con sẽ đi học nhiều kinh nghiệm hơn, rồi lúc đó con mở tiệm bánh cũng được. Nhưng mà con suy nghĩ kỹ chưa? Không ạ. Con suy nghĩ mấy ngày rồi. Thôi đừng khóc nữa. Con nghĩ là dù gì á thì thương hiệu của tiệm bánh cũng không còn. Bây giờ có mở ra bán thì cũng không ai mua hết. Nên thôi, chắc là con dừng lại để đỡ làm khổ ba, làm khổ mọi người lo lắng yêu thương con. Nghe ba nói nè, ba luôn ủng hộ quyết định của con. Con cảm thấy như thế nào là đúng đó, thì cứ làm nha. Đừng có buồn nữa, bỏ đi. Nghe chưa? Buồn chứ. Tại vì tiệm bánh là niềm mơ ước của con. Con đã hy vọng mình tiệm bánh rất là nhiều. Con đã nghĩ là con sẽ mở một tiệm bánh của riêng mình, sẽ được nhiều người biết thôi. Con tự tay chăm sóc từng góc nhỏ của tiệm bánh, nhưng mà bây giờ con phải tự tay giết nữa. Nghe ba, nghe ba nói nè, thất bại là mẹ của thành công. Con chỉ cần biết á, con vấp ngã mà biết đứng dậy là tốt rồi. Ba luôn ủng hộ con. Mà ba tin chắc một điều á, con gái của ba mạnh mẽ nghiêm túc thì chắc chắn là con sẽ thành công thôi. Nghe không? Cố gắng lên nha. Ba nói chuyện giống chú ba quá. Cố lên. Cố lên. Bí mật quý ông được phát sóng vào lúc 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Đồng 1.